Như sáng này tuyệt vời. Ủa, mình tới nơi rồi hả? Zia, nơi đẹp vãi lờ. Đâu, cái gì đây? Để coi ông này nói cái gì đây. One hour later. Ok, cuối cùng một tiếng ông cũng đã xong rồi. Mệt dữ, nó nhiều dữ. Thôi, đến giờ đi thôi. Go. Nơi này vãi cả đẹp. Và chúng ta đã đến nơi. Cái gì đây? Your goal is to collect all three gems and place it here. Ok. Rồi. Jen's house. À, Jen's nhà ta. Find the hairy scroll. Má ơi, cái đồ tùm lum. Để tôi sẽ lấy cái này. Wooden pickaxe, có thể lấy luôn iron shovel. Như đây. Lấy cái này cho phòng hờ. Như đây, workshop không cần đuốc nữa. Ok. Đưa lên lầu coi có gì không. Trên cái rương. Đồ cũng tốt đấy. Thôi nâng cấp. Kiếm sắt nè, pickaxe nè, hô không cần cái này nè. Cái lấy này cho tốt hơn. Sáp. Oh, hairy scroll nè. Tốt. Đổi cái này cho cái nó mới. Ok. Áo giáp vô. Phải. Spear chắc nó quá dài để dùng. Cái screw dùng để làm gì ta? Không biết nữa. Cái gì đây? Frenzy door hay là camp bay? Tới camp bay thử coi. Có gì không? Irvic mine. Oh, đồng lúa chín kìa. Thôi khỏi lấy đi. If you see a sign with, you might check the area. Tôi kèm bề thử coi. Tiffany House, thử vô coi. Lầu coi có gì. Enchantment table. Gì đây? Lọ thuốc với là mũi tên. Còn cái gì trong nhà này nữa không? Vô coi này. 64 cá, không biết con mèo không ta. Ủa, có lầu dưới cùng nè. Mở rương ra xem. Mũi tên, cây cung. Ok. Rồi, thêm pumpkin pie. Bookshop. Ủa, bánh kem nè. Tôi không có. Không có đôi bụng. Tới đây có ba người chết và một chỗ mình có thể xuống. The fuck? Cái gì đây?
Đến dưới nước hả? Có thể cần câu cá với lại đồng xu. Khoan đã, chắc mình quăng đồng xu vô giếng quá. Có gì không ta? Chắc không đâu. Vậy nơi này chỉ có em mộ với cái nhà này thôi hả? Trời ơi, Tiffany House chỉ là nhà dở hơi. Em bê đi. One hour later. Cái gì đây? Camp bê với Elvis. Camp bê đi. Vậy chứ Harry Scroll dùng để làm gì vậy ta? Đây, Harry Scroll nè. Bỏ vô coi. Ủa, mở ra cái này. Go to the Cuba and find the ship and use the key to open the door inside the ship. You can find something. Bước key, chìa khóa, chìa cái thuyền. Dispenser. Arrow shop, one coin, one arrow. Ooh. 18 mũi tên nè. Có 18 mũi tên mà. Ai? Ai? Cho tôi đồ coi. Ok, cuối cùng cũng đã sửa máy đó làm cho nó quăng ra thêm 7 mũi tên tôi cần nữa. Rồi, đồ coi có gì ở đây không ta? Tưởng cũng đẹp, cũng đẹp. Bookie. Vậy chắc có chiếc thuyền. Hồi nãy mình phải đi tới đâu ta? Cuba chắc ở chỗ nào đó. Thử đến Elvis coi có gì ở đây không. Ok, chỗ cũng khá đẹp. Hips. Cái gì? Hips Bridge. Trời ơi, nó search trên Google nó hơi kỳ đó. Gì đây? Đâu, thử đi vô coi. There was a time when the only thing that is still alive. Mình đã phải thằng mộ mà đào lên không ta? Cả đi chỗ này không có gì. Mình đã có đuốc nè, thử coi có gì không? Không. Thành ra cái hang này quá vô dụng, quá vô dụng. Là trời cũng tối rồi. Thôi, nằm ở dưới gốc cây này ngủ coi. Trời sáng rồi. Ok, đi tiếp thôi. Khỏi đánh răng tại vì đâu có răng trong Minecraft đâu. Ok, cũng đã sáng sớm rồi. One hour later. Có gì trên đây không? Nhảy lên đây coi. Parkour. One hour later. Nhảy đây nè. Ok, rồi nhảy qua đây. Này, ok, có gì trong đây? Hai đồng xu với lại Elf Scroll gì à? Rồi, đi về chỗ cũ thôi. One hour later. Chỗ bên kia mình phải cho lại cái Elf Scroll này. Ủa, đây là nơi gì ta? Hindon Bridge. Đâu, thử đi coi. Phê gì đó. One hour later. Đâu, thử tới đó trước rồi. 3 hours later. Có gì ở đây không? Hoặc cái gì đây? 3 đồng xu, ok. Lát mua đồ tiếp. Daily Sojourn, what's here? 3 hours later. Có cái gì ở dưới đây không ta? Có cái room. 2 đồng xu. Thôi kìa, khỏi đi hướng đó đi. Thôi lên lại cái cầu. Nhìn xuống dưới đất và mong lên cái cầu.
Xin cũng lên được cái cầu rồi. Có gì trong đây không ta? Ha, không có gì hết, không có gì hết. Sao không có gì hết vậy? Hilltop. Con mèo kìa. Đâu? Tôi muốn con mèo. Sẽ đi theo với tao. Kìa, lên đây đi. Ok, lên đây thử coi. Chắc phải đi xuống lại quá. Lại chỗ kia kìa. Ok, để tôi đi kiếm cái gì đó để cho làm cái cánh thôi. 3 hours later. Ok, sau khi một vài tiếng thì cũng đã giết xong bò và heo. Giờ đeo cái này coi, để coi có được không. Chắc được. Rồi, mình bay xuống đây thôi. Xuống tới chỗ kia thôi. 3, 2, 1. Vui vãi lờ. Ok, quá nhanh, quá nhanh. Oh shit. Thôi về chỗ. Giờ bỏ cái scroll này vô thôi. Off scroll. Đây. Mở ra. Thôi. Elvic Hips Bridge Palace. And at the end you will find something. When you get there, make sure you find the forgotten mine. Gì nó vậy? Mệt vãi lờ. Rồi, trời sáng rồi. Đâu đi tiếp thôi. Ok, đi tới Forgotten Mine. Chỗ đó mình đi chưa ta? Chắc mình đi rồi quá. God. 1 hour later. Ok, mình đã về lại đây rồi. Giờ không biết làm gì đây. Cuba nè. Nó nói mình phải đi hướng này. Đây, cái gì đây? Tờ giấy sắt. Cái này là cái gì không hiểu. Không biết nữa. Resort ship injected. Chắc cái này quá. Insert coin à. Tờ tao không phải. Vậy mình phải đi tới chỗ ship. Tại vì đây là boat key, đây là boat mà trời sao lại là ok, ship đây rồi. Chữ này nữa hả? Lên đây coi. 1 hour later. Ok, đi xuống nữa, tiếp thôi. Vậy cái boat key này đã làm cái gì vậy? Mình ở đây để làm cái gì đó. Ồ, mình phải để cái này vô không ta? Mình có phải để cái này không? Không biết nó làm cái gì nữa. Giờ hơi bị kẹt, không biết làm gì ở đây nữa. Adventure này đúng là bá đạo thiệt. Không biết làm gì ở đây luôn á. Vậy chắc cuộc phiêu lưu kết thúc ở đây quá à.
không biết giờ làm gì luôn á, quá uổng luôn á. Thôi chắc giờ mình về nhà quá, thôi chắc mình kêu thuyền để đi về quá. Thuyền ơi, tôi ở đây nè, cho tôi về nhà đi.